tộc Trung Quốc đã nhảy luân, hãy dừng sang đây tuần nghệ thuật mài cúc kỉnh Ên An. Chương trình tham gia ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ 2 của Đoàn Văn hóa nghệ thuật quần chúng tỉnh Thái Nguyên với các tiết mục Ta rất kỉnh, bá dung, diêu miên Thái Dương in đảng, một hát ví người Dao Thái Nguyên ơn đảng, biểu diễn tốc ca nam nữ. Ta nhảy kỉnh, diêu trọng em chuẩn đây phảng. Hai trình diễn trang phục, gian dựng Vân Anh. Ta pham kỉnh, song tao giặt, kỉnh khuân siêu quyên quả hồng. Ba song tấu kèm pí lè, kết duyên tơ hồng, biểu diễn Triệu Phương, Triệu Thắng. Ta phải kỉnh, bá, diêu miên chuồng kim. Bốn người Dao trồng rừng, sáng tác nghệ sĩ nhân dân Nông Xuân Ái, biểu diễn tốc ca nam và tốc bố phụ họa. Ta ngũ kỉnh, giết lưu xuẩn. Năm múa độc lập, mầm trời, âm nhạc Quang Huy, biên đạo Công Phương, Phong Lan, biểu diễn tốc múa. Ta lùa kỉnh, thiết vật quang chảo đàn, xây lục cải. Sáu trích đoạn nghi lễ cấp sắc, biểu diễn các nghệ nhân Đoàn Văn hóa nghệ thuật quần chúng tỉnh Thái Nguyên. Thảo nai mùa tỏi cùng diếu tăng uống lây chi. Và sau đây chương trình xin phép được bắt đầu. Có đảng Bác Hồ dẫn đường chỉ lối, người Dao đời đời bình an. Bây giờ không như thời xưa ở, núi này phát sạch đến núi kia. Đảng bàn sao rừng lại giao đất, các nhà cao quản thành rừng xanh. Đường to đường nhỏ hiến đất mở, thôn này thôn nọ được lưu thông. Trường lớp đều có thầy cô dạy, con cháu thiếu nhi không mù chữ. Ơn đảng Bác Hồ dẫn đường chỉ lối, người Dao đời đời chẳng phiêu du. Đẹp à? Tiếp tục à? Mày mà đã bè hô dẫn lâu châu diêu miên tỏi tỏi túc bè ồn khi trái diễm bay xin so châu dần xin xin bà lấy xin diều đang cháy thai dễ tàu tây chuẩn cha phiếu quân bình xê phì trang vấn dẫn cái tình choáng máu tố châu xanh dẫn nhà mẫu mai suy thấu xin xin về ngày vũ diễn mai bên choáng miền hiến hay tố huyền trầm nhớ nhắm chơi mãi u chín say xin cha mãi sân giang châu tình chim tu sấy u sấy mài quá u tí ngon
cây. Truyền thống của nhóm giao Lô Gang. Kính thưa quý vị, trên sân khấu lúc này, quý vị đang được chiêm ngưỡng bộ trang phục của thầy cúng. Bộ trang phục gồm có áo dài, được thêu trang trí từ cổ áo xuống tới gối ó. Phía sau lưng là cổ tay. Áo tiếp theo là áo dài hoa đỏ. Áo cuối cùng là áo đỏ hình rồng. Thầy mặc quần đen, trên đầu đội mũ cà sa, tay thầy cầm tù vàng. Thầy cúng mặc bộ trang phục này trong dịp lễ cúng cấp sắc, lễ cưới, lễ cúng trong ma chay, tảo mộ. Và tiếp theo là bộ trang phục dành cho người làm lễ cấp sắc. Trong bộ trang phục truyền thống của nam giới, thầy mặc trong dịp lễ cấp sắc của nhóm giao Lô Gang có khăn vấn đầu dài hơn 1 mét, kết thêm nhiều hoa văn sặc sỡ, viên chỉ đỏ và góc phần làm nổi bật bộ trang phục. Áo dài truyền thống, cổ áo được theo nhiều họa tiết hoa văn cầu kỳ, thân lưng bằng vải trắng kẻ sọc, đặc biệt là chiếc váy được theo nhiều hoa văn cầu kỳ sặc sỡ, đầu đội khăn xếp, tay cầm cây gậy. Và tiếp theo là bộ trang phục cô dâu chú rể. Đáng chú ý trong bộ trang phục của cô dâu là chiếc nón đội đầu. Nón của cô dâu được thêu nhiều hoa văn sặc sỡ và trang trí bằng sợi chỉ nhiều màu nổi bật, kết hợp với hạt tiền đủ màu sắc. Khăn che mặt có đính hạt cường. Áo dài thắt lưng 3 màu xanh, đỏ và trắng. Ngoài ra cô dâu còn đeo vòng cổ, vòng tay và có thêm nhiều món đồ trang sức bằng bạc trên áo. Trong trang phục của chú rể, điểm nổi bật là chiếc mũ, khăn che mặt được đính hạt cường làm điểm nhấn, với áo dài hoa đỏ, tay cầm thắt lưng. Và đây là bộ trang phục được mặc trong lúc làm lễ tơ hồng. Việc mặc trang phục truyền thống trong đám cưới theo phong tục của dân tộc
sẽ được tổ tiên phù hộ cho hạnh phúc và may mắn. Và tiếp theo trên sân khấu là bộ trang phục thường ngày của đồng bào dân tộc Dao, nhọc dao lô van, trang phục nữ gồm có mũ, 11 chiếc khăn vuông được viền bằng chỉ sợi nhiều màu, khăn đội đầu được trang trí những hạt vườn đủ màu sắc, yếm được thêu cầu kỳ với nhiều họa tiết hoa văn, trên yếm đính 5 sao to và nhiều sao nhỏ bằng bạc, áo dài được thêu trang trí ở cổ áo, thắt lưng màu trắng đỏ được thêu trang trí hoa văn rất đẹp, kèm thêm khăn đính hạt vườn buộc ngang lưng, gấu quần được thêu tím các họa tiết hoa văn với chỉ nhiều màu đẹp mắt. Trang phục thường ngày của nam giới đơn giản hơn, gồm có áo ngắn xẻ tà màu đen, có điểm họa tiết bằng sợi chỉ nhiều màu, quần vải đường tràng, đầu đội mũ nồi. Và đây là bộ trang phục được mặc hàng ngày của nhóm Dao Lô Vang. Truyền thống văn hóa ở đó, nét đẹp của trang phục truyền thống chiếm một vị trí đặc biệt, góp phần điểm xuyết thêm cho bức tranh 54 dân tộc anh em thêm rực rỡ, trọn vẹn của tổng thể hài hòa bản sắc văn hóa Việt.